cơ quan kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga vừa có thông báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam. Như vậy, sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam được phép xuất khẩu sang các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu. Để có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến vào các thị trường Nga, Việt Nam phải đáp ứng được tiêu chuẩn chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt gà theo chuỗi, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra còn có hàng loạt tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật khác cần phải được đáp ứng trước khi xuất khẩu.